Xin chào các bạn, con đường của chính bản thân Duy và những bạn bè, đối tác, những đồng nghiệp và kể cả những học viên của mình đã đi cũng trải toàn trên những sự thật, chưa từng gặp qua phép màu bao giờ nhưng vẫn đến được thành công. Do đó, thì ngày hôm nay, trong video này, Nguyễn Duy muốn chia sẻ cho các bạn một cái bí quyết mà đánh đâu thắng đó, làm gì cũng thành công với những mục tiêu đề ra hợp lý cho cuộc đời mình nha. Nguyễn Duy. Những mục tiêu hợp lý ở đây, tức là những cái điều mà nhiều người trên xã hội làm được nhưng bản thân mình chưa làm được, những thành công mà trong điều kiện, hoàn cảnh, trình độ mình có thể làm được nhưng mình vẫn chưa làm được. Ví dụ như các bạn đang có thu nhập là 7 triệu một tháng nhưng mà bạn muốn là lên thành 20 triệu một tháng thì đó là hợp lý. Nếu mà bạn đang thu nhập 10 triệu một tháng mà bạn đòi thu nhập là 1 triệu đô la một tháng thì đó là không hợp lý. Nếu như bạn khởi đầu một kênh YouTube mà bạn muốn kênh YouTube của mình có 10.000 subscribe, 20.000, 50.000, thậm chí 100.000 người đăng ký để đạt nút bạc YouTube thì đó là mục tiêu hợp lý. Còn nếu như bạn khởi đầu kênh YouTube mà bạn cứ muốn kênh YouTube của mình đạt 1 triệu người đăng ký, đạt được nút vàng hay là thậm chí nút kim cương của YouTube thì đó là điều chưa hợp lý. Để đạt được 1 triệu đô la một tháng thì không ai có thể chỉ cho các bạn làm được bởi vì nó là vô lý. Do đó, video này là chia sẻ cho các bạn những phương pháp, công thức đạt được những thành công mà hoàn thành cái mục tiêu hợp lý của mình bằng những cách rất thực tiễn, không hề có lý thuyết suông, copy từ một cuốn sách hay là từ một trang trên mạng internet nào đem về đây để chia sẻ cho các bạn. Mà đây là hoàn toàn những cái gì mà Duy trải qua, chia sẻ thực tế các bạn áp dụng được ngay và luôn, phù hợp với hoàn cảnh xã hội của mình. Sau một thời gian dài hướng dẫn cho nhiều học viên thì Duy phát hiện một sự thật phũ phàng khủng khiếp. 90% người chưa đạt được thành công là do không biết cách làm. Cái này nó làm cho họ bị trù trừ, trì hoãn, không triển khai và thậm chí là sinh ra lười biếng. Mà chính cái không biết cách làm thành công này nó làm cho phát sinh ra nhiều cái yếu tố mà họ tự ti, thiếu kiên nhẫn, không nỗ lực. Mà cái biết cách làm này á, thực ra là với cái mục tiêu họ đề ra thì rất nhiều người đã đạt được ngoài xã hội. Nhiều người đạt được nhưng chính bản thân 90% những người này không đạt được lại là do họ không biết cách này. Cái không biết cách này nó nguy hiểm, dẫn tới nhiều cái tính cách mà chính bản thân họ không vượt qua được. Như vậy thì cái mấu chốt chìa khóa của chương trình này ngày hôm nay, chúng ta sẽ chia sẻ cái giải quyết là không biết cách này dù là bạn muốn đạt được mục tiêu gì nha. Xin ngắt ngang một cái ví dụ ở chỗ này để cho các bạn rõ hơn. Ví dụ như một người làm YouTube, tức là mở một cái kênh YouTube nhưng mà mãi không có view, ít người coi kênh và đương nhiên là cái lượng người đăng ký cái kênh YouTube của chính người đó cũng ít luôn. Mà cái người đó cứ lao đao lận đận về cái kênh YouTube này, thấy rằng ngoài xã hội tại sao video của người ta làm trên YouTube view rầm rầm nhiều mà bản thân view của mình nó lèo tèo, có một vài người hoặc là mười mấy, 20 người, 3, 4, thậm chí có 100 người coi thôi. Tại sao mà mình làm không được? Thế là sinh ra chán nản, tự ti. Thì trong một cái chương trình, ví dụ như Duy chia sẻ cho những cái bạn học viên học trực tuyến chỉ có 3 buổi về cái vấn đề làm một cái kênh YouTube đúng, đơn giản, không mất thời gian, chỉ chính với cái điện thoại di động của mình trong tay, không cần bỏ thêm một đồng vốn và một cái thiết bị khác nào ngoài cái chiếc điện thoại di động smartphone, mà họ có thể đẩy kênh YouTube của họ phát triển lên khác biệt nhiều lần so với cái thường ngày của họ. Thì đó là cái nguyên nhân không biết cách này. Mà chính không biết cách này cộng thêm với cái tâm lý là nôn nóng, hấp tấp, cứ tối ngày chạy lên mạng hoặc là nghe người này, nghe người kia nói, nghe người nọ suối mà tìm những cái cách như là nằm chiêm bao ban ngày, cứ muốn ở đâu có cái phép màu rớt vô trong tay mình, cứ đòi đi đường tắt, không có nỗ lực, không kiên nhẫn, không cố gắng, không làm điều đặn, mà đặc biệt là làm bậy làm bạ, giật tích, câu like, câu view, down video của người ta, re-up về kênh của mình, rồi thì ăn gian, lừa gạt YouTube. Do đó thì đến một ngày thất bại nó đùng, mất, chết kênh. Đó là cái nguyên nhân từ sự hấp tấp và cứ mong muốn có một cái chuyện gì phép màu xảy ra. Đó là do cái thực tiễn, cái thực tế của mình không có tư duy được, mà mình không ý thức được rằng thực ra là để đi trên một con đường đạt được đến thành công không có phép màu, mà nó toàn là sự thật nha. Đến đây thì ta thấy rõ ràng cái không biết cách làm này nó hại con người chúng ta ghê gớm quá. Tại sao phía bên ngoài xã hội có nhiều người làm được? Bởi vì chúng ta đã xác định được rằng đó là cái mục tiêu hợp lý, nhiều người làm được, chỉ có mỗi chúng ta là không làm được. Ví dụ như kiếm tiền,
tại sao nhiều người kiếm 20-30 triệu, 40-50 triệu một tháng được, nhiều luôn chứ không phải là 1 tỷ đồng, nhưng mà mình lèo tèo có mấy triệu đồng một tháng kiếm không ra, thậm chí mình kiếm được 10 triệu 20 triệu. Thì bây giờ bạn đã kiếm được 20 triệu, thì Nguyễn Duy tư vấn cho các bạn để các bạn có thể đẩy nó lên 50 triệu, thì đó là điều hợp lý, có thể làm được, do là mình biết cách làm. Thì vậy chìa khóa nằm ở cái chỗ là chỉ cần biết cách thôi, đúng không? Như vậy thì ai chỉ cho các bạn biết cách làm cái chuyện này? Các bạn phải để cái tâm mình chịu khó học, tức là mình thấy một người giàu thì mình phải học theo cái tác phong, cách suy nghĩ, cái cách triển khai của họ, học họ. Cái nào giống được họ thì mình giống liền cái đó, giống được thì giống liền, còn cái nào giống chưa được liền thì từ từ mình bắt chước mình giống. Ví dụ như người ta triển khai một công trình lớn để người ta thu nhập cao thì cần nhiều vốn, thì cái đó mình không giống được, cho nên rằng là mình không có bắt chước cái yếu tố đó, mà mình hãy bắt chước về cái cách họ nghĩ, cái cách họ giao du, cách họ kết bạn, cái tác phong. Mấy cái thứ đó không cần bỏ tiền ra mình vẫn học được. Như vậy thì ở trên mạng, ở ngoài đời, rất nhiều người biết làm những cái điều mà mình muốn làm được. Tại sao mình không bỏ cái công của mình ra để mình kết nối, mình tìm cách để mình lắng nghe, mình học hỏi họ, dù cho là có mất phí đi chăng nữa, nếu họ chịu chia sẻ thì mình gửi cho họ một ít phí để mình biết được cái bí quyết thành công đó. Ngay cả cái video của Duy nói về những chuyện như thế này, nó hơi chán, nhưng mà thực sự là nó chứa đựng nhiều thông tin quan trọng. Nhưng rất ít người chịu coi ở trên mạng internet những cái tin giật gân, những cái tin tức thời sự, những chiêu trò video khác thì rất nhiều view, rất nhiều người coi. Đó là sự thật, lý giải tại làm sao ngoài xã hội này người nghèo luôn luôn nhiều, ngoài xã hội người thất bại luôn luôn nhiều, bởi vì họ thích chơi, họ thích xài, nhưng họ không thích làm. Duy xin nhắc các bạn chút xíu, rất là nhiều bạn có thắc mắc thì các bạn hãy để lại cái phần thắc mắc của các bạn trong bình luận của video này luôn. Những điều nào trong khả năng Duy có thể trả lời được thì có thể trả lời nhanh cho các bạn một câu. Còn nếu như các bạn nào mà nghiêm túc muốn học hỏi, muốn tìm hiểu cho cái việc của mình về vấn đề YouTube, về kinh doanh kiếm tiền, về phát triển bản thân, sáng tạo tư duy, hoặc là âm nhạc, ca hát, làm phim ảnh, thì các bạn hãy vui lòng liên hệ với Nguyễn Duy trong những khóa học nha. Các bạn đừng nhắn tin, bởi vì không ai có thể chia sẻ miễn phí nổi bằng cách nhắn tin cả tiếng đồng hồ cho mỗi người, mà một ngày 20-30 người. Duy còn có cuộc sống của mình, Duy không thể trả lời mà các bạn câu này thì các bạn hỏi tiếp dần lên câu khác, mà những câu xin lỗi các bạn, có nhiều bạn hỏi từ đầu lại trong cái video, các bạn không chịu coi kỹ mà các bạn đã hỏi lại. Ví dụ như video nói về làm thế nào để trở thành ca sĩ, các bạn lại nhắn tin hỏi rằng là anh chỉ em cách làm sao làm ca sĩ. Các bạn nghĩ rằng là các bạn nhắn một câu đó thì Nguyễn Duy trả lời lại một câu tin nhắn là các bạn thành được ca sĩ hay sao? Đó là cả một quá trình dài, kiếm tiền cũng quá trình dài, YouTube cũng là một quá trình dài, thậm chí cả năm trời làm. Thì bây giờ một tin nhắn, 10 tin nhắn, 100 tin nhắn thì giải quyết được chuyện gì? Mong các bạn thông cảm nha. Đừng nhắn tin cho Nguyễn Duy, các bạn hãy chân thành, hãy xem kỹ cái phần mô tả của video này nếu như các bạn muốn được Duy tư vấn trong những khóa học. Cứ lấy chính bản thân của Nguyễn Duy ra làm một cái ví dụ. Duy đang làm những việc kiếm được nhiều tiền hơn các bạn nghĩ, nhưng không có bỏ đồng vốn nào hết, vốn không đồng. Có nhiều video Duy chia sẻ ở trên mạng, nhiều bạn không nhìn ra được vấn đề ở cái hướng tích cực, mà các bạn đó lại đi lên bình luận là anh cứ tối ngày đem chính bản thân anh ra, anh làm ví dụ không? Cái điều kiện của anh nó hoàn toàn khác. Nói như anh vậy sao ai làm được? Nhưng các bạn ơi, Nguyễn Duy xuất phát từ không đồng. Duy cũng tay trắng thôi, cũng làm từ rất sớm, và người thật việc thật. Duy đang làm những cái điều mà chia sẻ lại với các bạn những sự thật mà Duy đã trải qua. Vấn đề là các bạn để cái tâm của mình chịu nghe hướng dẫn, hay là các bạn lo cãi. Có lấy tiền các bạn ở trên video miễn phí YouTube đâu. Các bạn nhìn tích cực thì nó ra tích cực, mà các bạn cái tánh hoài nghi tối ngày cứ đi nghi ngại người khác. Một cái ví dụ cụ thể như thế này. Nếu bây giờ Nguyễn Duy cầm một tờ 100.000 đồng ra đứng ở ngoài đầu phố, Nguyễn Duy nói rằng: các bạn ơi, ai có tờ 50.000 cho Duy đổi tờ 100, lấy tờ 50. Rõ ràng là người ta lời gấp đôi, nhưng mà đố các bạn, thực sự rằng cả những người đi qua đó không ai có 50 để đổi cho Duy hết, các bạn tin không? Đã thử rồi. Bởi vì sao biết không? Con người ta đã được trui rèn ra một cái tính là gì? Nghi ngờ người khác. Tự nhiên thấy có một người đứng 100.000 mà nó đổi 50.000, chắc chắn là cái thằng đó nó phải lừa mình cái gì đấy.
nó phải lừa mình cái gì đấy. Người ta làm thật, mình không chịu tin. Đó là một cái ví dụ vô lý. Nhưng những cái điều mà Nguyễn Duy nói trên những video này, hoặc là trong những khóa học trực tuyến hoặc là trực tiếp, là không vô lý. Rồi đây thì các bạn sẽ thấy Nguyễn Duy sẽ chia sẻ những cái thành công nhất định của những học viên trên những cái mô tả trong những cái video như thế này cho các bạn xem. Và đó là những người thật ở ngoài, thì các bạn có thể giao lưu trao đổi và hỏi họ. Đó là phải biết cách. Bây giờ mình bỏ chữ không này đi, mình hãy trở thành người biết cách đi. Vấn đề là biết cách thì chúng ta sẽ đạt được mọi thành công, những mục tiêu hợp lý. Do là mình chưa biết, cái mình gặp thất bại, cho nên tối ngày cái mình mất kiên nhẫn. Mình nghĩ rằng là chắc là họ phải may mắn lắm, họ phải may mắn, hoặc là họ phải có vốn nhiều, hoặc là họ đẻ ra trong gia đình giàu có sẵn. Không hề. Tất cả những người thành công, mà nhất là những người thành công vĩ đại, toàn là tự họ làm ra là chính. Còn những người mà thất bại nhiều nhất lại là những người mà được có sẵn đó các bạn. Đó là sự thật. Tự thân người đó có suy nghĩ tích cực, phải tìm cách để mà biết cách làm nha. Phải biết cách làm một cái chuyện đó, thực sự làm đúng. Nó đơn giản hơn là các bạn nghĩ nhiều lắm. Như vậy thì cái biết cách này hiện nay trên xã hội, công nghệ thông tin 4.0 hiện nay, nó rất là nhiều cái cách làm mà đã có ở trên mạng internet, thậm chí là trên YouTube như các bạn xem rồi. Chỉ là các bạn không chịu coi thôi. Nhưng mà đặc biệt có một cái điều là trên mạng internet á, thì người ta chia sẻ là người ta chia sẻ đại trà, thành ra thông tin nó có hơi chung chung, chứ không gì riêng một hoàn cảnh của chính bạn. Do đó đó, đôi khi các bạn coi lựa, mất thời gian xem nhiều mà nhiều khi không đem ra áp dụng được là bao nhiêu. Thì bởi vậy trong những cái khóa học mà Duy chia sẻ trực tuyến cho các bạn học viên á, thì cái kiểu gãi đúng chỗ ngứa và phù hợp đúng tình trạng của cái người đó, cái điều kiện của người đó thôi. Cái này tạm gọi á, là lấy cái kiến thức mà nhiều năm của người ta tích góp được chuyển lại cho mình, chỉ có 5 phút là mình hiểu ngay được vấn đề, những kinh nghiệm quý. Do đó thì đúng là nó có hơi mất phí một chút, nhưng đương nhiên nó đỡ mất thời gian nhiều, mà nó đỡ rối tung mù mịt lan man hơn. Tuy nhiên là thậm chí là những thông tin miễn phí trên mạng có rất là nhiều thông tin hữu ích, thì các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm. Và xin nhắc lại với các bạn một lần nữa, Duy lấy bản thân của mình ra để làm ví dụ cho các bạn là điều hợp lý. Bởi vì nếu như Nguyễn Duy làm video mà Nguyễn Duy chỉ nói chuyện thành công của ông tỷ phú này, ông tỷ phú nọ, thì liệu các bạn có tin Nguyễn Duy không? Có thuyết phục được các bạn không? Mình phải lấy chính bản thân mình ra, người thật việc thật, là mình hiểu rõ cái chuyện đó. Mình chia sẻ thì các bạn còn cãi. Thì làm sao mà các bạn biểu là Nguyễn Duy lại đi nói chuyện của người khác được? Nói chuyện của mình thôi, Nguyễn Duy chỉ thích nói những cái gì liên quan tới mình. Mong cho các bạn hiểu là điều đó. Thế còn bây giờ thì tóm lại là các bạn muốn đạt được thành công bất cứ cái lĩnh vực gì, kiếm tiền hay là mọi sự, thì các bạn phải nên nhớ rằng là nên biết cách làm bằng cách đơn giản lắm. Học và hỏi. Học không được thì hỏi. Mà nhớ kỹ là học và hỏi này là hỏi mấy người mà người ta trả lời được, mà người ta chịu trả lời được, thậm chí là mất phí, thì người ta cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn. Còn đương nhiên có nhiều người người ta làm được, nhưng đó bí quyết bí mật của người ta, các bạn hỏi cũng không ra đâu. Nhưng cũng có nhiều cách biết lắm. Thực ra cái người mà chịu trả lời và chia sẻ cho các bạn trên đời này nhiều lắm, không riêng gì Nguyễn Duy đâu. Các bạn nhắm mà tình hình hỏi được, học được, thì các bạn nên học đi. Học ngay đúng cái chuyện của các bạn cần tìm hiểu thôi. Không cần học lý thuyết lan man đâu. Hãy cứ lựa một cái nơi mà gãi đúng chỗ ngứa của mình nha, thì các bạn sẽ học. Hy vọng rằng video này mang lại cho các bạn nhiều thông tin hữu ích và thú vị. Nhớ bấm like, đặc biệt là hãy bấm đăng ký, bấm thêm cái nút chuông kế một bên nếu như các bạn chưa đăng ký. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại ở video hấp dẫn lần sau. Khi xem xong rồi thì hãy nhớ bấm like, bấm share giùm em. Ai không like gì thì sẽ biết, thì đừng trách sao em đây thù dài. Nguyễn Duy.